Và clip này Mỹ sẽ review sang cho một điều thiền cho các bạn xem, để xem cần bao nhiêu quy để sở hữu cho một điều thiền quay, và với những cái lần phụ trợ của nó thì hôm nay Mỹ sẽ review trên 3 nét. Cảm ơn nét đầu tiên của bạn Trang Barbie nha. Đây, nét của bạn ấy thì khá là VIP và cũng như là nữ mà, nên vì thế chơi khá là nhiều quyền tướng nữ thôi các bạn ơi. Đối với trang phục điêu thuyền quay, chúng ta sẽ lưu ý nhiều cái đó mọi người, đó chính là có những cái phụ trợ, ví dụ như có trang phục Sina, trang phục Jenna, trang phục Lina quay, thì nó sẽ lần lượt nó sẽ phụ hạ, nói chung là nó sẽ được giảm điểm trực tiếp luôn nha anh em. Ví dụ như có này thì nó sẽ giảm cho anh em chúng ta là 550 điểm và nó cộng trực tiếp điểm vô luôn nha. Đấy, được 550 điểm này. Thì chủ nét đầu tiên có 1.300 quân quy để Smith săn ra cho một điều thiền, cần bao nhiêu quân quy cho các bạn được rõ nha. Còn các bạn không có kim phụ trợ nào á thì Smith nói rõ luôn, gần 1.600 quân quy. Nếu mà các bạn đen, còn nếu mà các bạn ra trực tiếp á thì chúng ta không tới. Sự kiện này nó sẽ có ra trực tiếp kia luôn, có nghĩa là các bạn hên các bạn săn vài lượt nó ra luôn nha. Đấy, không cần phải săn full. Đấy, còn nếu mà đen thì chúng ta săn full, nếu mà không có phụ trợ là gần 1.600. Còn nếu mà các bạn nào mà có phụ trợ á thì nó sẽ khác, giống như cái chủ nick của bạn Trang này thì chúng ta sẽ đây. Ôi, hình như là bạn ấy có 920 thôi anh em ạ. Đây, chúng ta đã đủ rồi anh em ạ, còn 421 quân quy, vậy chỉ có 900 quân quy thôi anh em. Để là các bạn, bạn ấy có 1.326 quân quy thôi. Ok, như vậy là Mía đã nhận được trang phục cho bạn Trang Barbie với 900 quân quy, tại vì bạn ấy có 3 phụ trợ. Đối với kin thì các bạn lưu ý, nó sẽ gửi về cái hầm thư, nên cái câu chuyện mà mất kin là cái chuyện đó cũng khá là dễ và có thể bán mộc vàng, nên vì thế nhận kin kỹ lưỡng, bán mộc vàng là đừng có hỏi tại sao mà mất kin nha. Thế vậy chứ Mía nhắc mà nhiều bạn bị lắm đấy. Cảm ơn bạn nick thứ hai là bạn Sonat nha. Đây là nick của bạn Sonat, cũng khá là ổn và cũng chất lượng lắm anh em. Và nick thứ hai này thì nó sẽ có 2 phụ trợ đấy. Hôm nay mình sẽ review 3 nick, 3 trường hợp cho mọi người luôn. Đây có 2 phụ trợ, chưa có Sinao, và chúng ta sẽ cộng trực tiếp 400 điểm đây anh em ạ. Sinet, nói chung là cái skin đó thì nó sẽ được thiếu 150 điểm. Thì bây giờ mình sẽ review xem thử cầm bao nhiêu quy. Bạn ấy cũng khoảng 1k3 quy nha mọi người. Ui, ra kin trực tiếp nè, HSU Snap ra kin trực tiếp. Nhưng mà có điều cũng gần tới điểm rồi anh em à. Bạn ấy là còn 300, hơn 300 quy, vậy bạn ấy tốn 1k quy nha. Bạn ấy có 2 phụ trợ, bạn ấy cũng gần 1k quy thôi anh em, cũng không có căng lắm nha. Ok, như vậy là Mía đã săn kin cho bạn Snap với 1k quy, 2 phụ trợ. Ok, bây giờ review nick thứ 3. Nick thứ 3, cảm ơn bạn Trần Hân nha. Nick thứ 3 mình sẽ review kin luôn mọi người. Review hiệu cứng kin cho mọi người xem luôn. Cảm ơn bạn Trần Hân nha. Bạn Trần Hân chỉ có 1 phụ trợ thôi, cộng trực tiếp 200 điểm. Đây, 1 phụ trợ đây anh em ạ. Bạn có 2.120 quân quy nha. Mía review xem là cần bao nhiêu quy cho anh em một phụ trợ đây rồi. Sự kiện này săn rất là lẹ anh em ạ. Ôi, ra luôn kin trước luôn nè anh em. Vậy bạn Trần Hân chỉ có 900 quy à anh em à. Không tới 900 nữa, 800 mấy quân quy, ra trực tiếp kia luôn nè. Còn 1.230 quân quy nè, cũng khá là hơn đấy anh em. Chung sự kiện điêu thuyền cũng không có chát lắm, nếu mà đen nhất cũng là 1k5, 1k6 thôi anh em. Nhưng mà đối với đó là đen dữ lắm luôn kìa, chưa có phụ trợ luôn kìa. Còn nếu mà có phụ trợ được chắc tầm 1k3,
hoặc là 1k thôi. Các bạn nào săn thì cứ săn 1k là đủ rồi. Tầm 1.000 quy á. Ok, như vậy là Mỹ đã review sự kiện điêu thuyền quay cho mọi người trên Planet luôn, có phụ trợ 1, 2, 3 luôn. Và trong phần này thì nó sẽ có một cái điệu nhảy đây. Đây. Bây giờ mình sẽ test game cho các bạn xem nha. Các bạn đang xem những bộ game hay Zipolo và nói chung có sự kiện mới, mình sẽ review và trục hoạch sớm cho các bạn để các bạn có nhiều cái clip tham khảo hữu ích và chất lượng nhất nha. Còn bây giờ chúng ta vào game trải nghiệm kim điêu thuyền nghe nói đang hot Meta đấy nghe mà. Meta đang được sử dụng khá là nhiều nên các bạn có thể săn về để học Meta cũng được nha. Biết thì mình sẽ review cho các bạn xem thôi. Còn phần các bạn thì các bạn lựa chọn như thế nào thì các bạn có thể lựa chọn. Nhưng mà đừng quên follow và like vào kênh nha. Cảm ơn anh em đã clip rất nhiều. I hope my voice will bring you courage. I'm on it! Here's a C major! Floral shower! Cosmic song! Here I come! Frost flower! Here's a C major! Omnichromatic range! Here I go!